Chú Bảy hối hận tới nhà nghệ sĩ Vũ Linh xin bùm bùm cho gặp cháu ngoại, bị Hồng Loan từ chối đuổi về. Mới đây dân mạng đua nhau chúc mừng Hồng Loan đã lên trước vì bùm bùm đã sinh được một bé trai kháu khỉnh, nặng 3,6 kg tại bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Hồng Loan cũng cho biết số tiền đi sinh dịch vụ vip ở bệnh viện hơn 120 triệu do Hoa hậu Phương Lê tài trợ. Điều đáng buồn nhất cho Bùm Bum có lẽ là việc chị đã bị cha ruột của mình là nghệ sĩ Tiểu Linh tuyên bố từ mặt kể từ khi chị ủng hộ Hồng Loan. Nhưng rất may mắn cho Bùm Bum là chị vẫn được các anh chị như Vũ Luân, Phương Lê yêu thương và che chở vượt qua sóng gió. Bất ngờ thay mới đây sau khi bùm bum đưa con gái về nhà ông Năm là cố nghệ sĩ Vũ Linh ở số 5 đoàn thị điểm quận Phú Nhuận thì sau một ngày có chuyện lạ xảy ra, nghe tiếng chuông cửa hồng loan ra mở thì chú Bảy, tức nghệ sĩ Tiểu Linh cùng với nghệ sĩ Kim Thoa đi xe máy tới đòi gặp bé Bin là con trai của bùm bum tức cháu ngoại ruột của ông. Đáp lại Hồng Loan thẳng thừng từ chối vì cho rằng những việc làm của chú Bảy khiến Bùm Bùm bị tổn thương. Bùm Bùm lại mới sinh rất dễ bị trầm cảm nên việc cho chú Bảy gặp cháu ngoại vào lúc này là điều không nên. Mặc cho chú Bảy van xin, Hồng Loan vẫn nhất quyết từ chối. Sau một hồi năn nỉ không được, chú Bảy giờ quẻ đòi quậy, tuyên bố Bùm Bùm là con hợp pháp của mình nên nếu Hồng Loan không cho gặp, sẽ nhờ chính quyền can thiệp vì tội giam giữ người trái phép. Đông đảo cư dân mạng ủng hộ Hồng Loan và không đồng tình với cách ứng xử của chú Bảy. Nam nghệ sĩ cải lương này tiếp tục mất điểm trong lòng công chúng. Trước đó, chính nghệ sĩ Tiểu Linh đã tuyên bố một đứa con kêu tôi bằng ba, một đứa là cháu kêu tôi bằng chú, từ nay cho tôi bỏ hai từ này đi. Kể từ ngày hôm nay tiếng ba và tiếng chú cho tôi xin rút. Cả đời cho đến khi Tiểu Linh nhắm mắt vẫn sẽ mang theo câu nói này của mình xuống đáy mồ tôi chỉ nói vậy thôi ông bà nói câu hùm dữ không ăn thịt con mà giờ con nó ăn thịt cha luôn rồi ăn thịt cả giống họ luôn rồi thì còn gì mà nói nữa hôm nay tiểu linh tuyên bố không có đứa con tên võ trần thủy dung và võ thái thành mỹ không bao giờ có trong lòng tôi được biết trong vụ tranh chấp tài sản của cố nghệ sĩ tú vũ linh con gái nghệ sĩ tiểu linh là bùm bùm và cháu trai của ông là thành mỹ luôn kế vai sắt cánh bên hồng loan cả hai thậm chí còn livestream bán hàng giúp cho người chị em của mình nên không được lòng nghệ sĩ tiểu linh ngay sau lời tuyên bố của tiểu linh hai người con nuôi của ông hoàng cải lương hồ quảng là vũ luân và bình tinh cũng lên tiếng nghệ sĩ vũ luân tuyên bố kể từ hôm nay võ trần thùy dung võ thái thành mỹ là em ruột của anh hai bất cứ tụi em cần gì cứ lên tiếng với anh hai nhé mãi yêu còn nghệ sĩ bình tinh cũng bình luận phía dưới chị ba phụ lo nữa nha anh hai vừa chửi mẹ ruột hồng loan quả báo đạo tới liền với vợ chồng Chu bảy báo và kim thoa Cách đây vài ngày, trên các trang mạng xã hội lan truyền đoạn clip khiến nhiều người yêu thương của nghệ sĩ Vũ Linh hết sức phẫn nộ. Đó là việc nghệ sĩ Tiểu Linh hay còn gọi là Bảy bánh xèo tuyên bố việc biết rõ thân thế mẹ ruột của Hồng Loan. Biết người đã chết không thể đối chứng, Tiểu Linh vạch ra một câu chuyện không thể công phu và hài hước hơn về người mẹ của Hồng Loan mà khi nghe xong 99% người dùng mạng không ai có thể tin được. Và điều đó không thể tin đã xảy ra cách đây ít giờ nghệ sĩ Tiểu Linh nhanh chóng nhận quả báo đắng khi đại diện Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm cho biết đã ra quyết định xử phạt quán đã ập vào kiểm tra và ra quyết định xử phạt đối với quán bánh xèo của Tiểu Linh Kim Thoa với số tiền 46 triệu đồng, với nhiều vi phạm như nhân viên có giấy khám sức khỏe nhưng hết hạn, quán ăn phục vụ trên 30 người một ngày nhưng không lưu mẫu thực phẩm, cơ sở không ghi đầy đủ các nguyên liệu vào sổ theo dõi thực phẩm và các vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm khác liên quan. Sau khi nhận quyết định xử phạt, vợ chồng nghệ sĩ Tiểu Linh chống đối vì cho rằng mình là nghệ sĩ nổi tiếng, đã góp công cho nền văn hóa nước nhà, cần xem xét giảm mức phạt và chỉ nên nhắc nhở. Tuy nhiên, đại diện tổ công tác cho rằng, nghệ sĩ nổi tiếng hay không, khi đã vi phạm thì vẫn phải xử phạt. Động thái này khiến những anti-fan của Tiểu Linh hết sức hạ hê. Đặc biệt, kể từ khi nam nghệ sĩ bùi nhỏ mẹ ruột Hồng Loan, thì nhóm anti-fan ngày càng tăng chóng mặt. Nghe tin vợ chồng chú Thiếm Bảy bị phạt số tiền lớn như vậy, Hồng Phượng ngay lập tức đăng trên trang cá nhân, tố cáo nhóm Hồng Loan đã chơi xấu. Nhất là Hoa hậu Phương Lê luôn đố kỵ với tài năng của Phượng, nên gác lây vợ chồng chú Thiếm Bảy. Tuy nhiều người cho rằng việc bảy báo bị phạt là do làm ăn không đàng hoàng, bẩn thiểu và nguyên liệu dởm để bán bánh xèo, thì bên an toàn thực phẩm họ phạt, chứ chẳng liên quan gì đến Hồng Loan. Hồng Loan là người hiền lành, nên sẽ không dở trò tiểu nhân như nhóm kịch kền. Trước đó, nghệ sĩ Tiểu Linh chia sẻ về mẹ ruột của Hồng Loan khiến nhiều người phẫn nộ. Chú biết mẹ ruột của con Loan mà, bà dân miền Tây, ba nó đi làm ăn xa, má nó mới ngoại tình với thằng anh rể để ra con Loan. Lúc cái bụng được 5 tháng thì gia đình đòi phá thai, nhưng mà nó khóc lóc không chịu và bỏ đi. Sau khi đẻ ra nó, má nó đem bỏ phía sau cánh gà của sân khấu. Anh Năm của chú ổng đi diễn, ổng thấy con nhỏ bị bỏ tội nghiệp quá. Mà lúc đó thằng con trai của anh Năm bị chết do bệnh động kinh. ảnh đang buồn nên mới lượm con nhỏ Loan này về nuôi nè. Lúc đem nó về nhà, chú với cô Sáu đã nói là con nhỏ này mặc gian và không cho anh Nam nhận nuôi, mà không biết cái duyên hay sao mà anh Nam nhất định không chịu, quyết tâm nuôi nó nên cuối cùng cả gia đình không ai ngăn cản nữa. Sau này lúc con Loan lên 12 tuổi, mẹ ruột nó ở miền Tây lên xin lại, nhưng gia đình chú không cho, vì lúc đó nó sống lâu trong gia đình nên ai cũng xem nó như con cháu trong nhà rồi. Chú nói thẳng ra là lúc đó chú cũng thương, đâu ai ngờ bây giờ nó lớn lên, nó là cái loài đâm cha chém chú như vậy. Vừa mới chửi và bôi nhọ mẹ ruột Hồng Loan, bảy bánh xèo Tiểu Linh lập tức nhận cái kết đắng. Cách đây vài ngày trên Facebook lan truyền đoạn video khiến nhiều người yêu thương của nghệ sĩ Vũ Linh hết sức phẫn nộ là việc nghệ sĩ Tiểu Linh, hay còn gọi là bảy bánh xèo, tuyên bố việc biết rõ thân thế mẹ ruột Hồng Loan, biết người đã chết không thể đối chứng, Tiểu Linh bạch ra một câu chuyện không thể công phu và hài hước hơn về người mẹ của Hồng Loan mà khi nghe xong 99% người dùng mạng không ai tin được nghệ sĩ tiểu linh chia sẻ chú biết mẹ ruột của con loan bà dân miền tây ba nó đi làm ăn xa mà nó ngoại tình với thằng anh rể để ra con loan lúc cái bụng được 5 tháng thì gia đình đòi phá thai nhưng mà nó khóc lóc không chịu và bỏ đi sau khi để ra nó mà nó đem bỏ phía sau cánh gà sân khấu anh năm của chú ổng đi diễn thấy con nhỏ bị bỏ tội nghiệp quá mà lúc đó thằng con trai của anh năm bị chết do bệnh động kinh ảnh đang buồn quá nên mấy lượng con nhỏ loan này về nuôi nè Lúc đem nó về nhà, chú nói với cô Sáu là con nhỏ này mặt gian và không cho anh Năm nhận nuôi mà không biết cái duyên hay sao mà anh Năm nhất định không chịu quyết tâm nuôi nó Nên cuối cùng cả gia đình không ai ngăn cản nữa Sau này, lúc con loa lên 12 tuổi mẹ ruột nó ở miền Tây lên xin lại nhưng gia đình chú không cho vì lúc đó nó sống lâu trong gia đình ai cũng xem nó như con cháu trong nhà rồi Chú nói thẳng ra là lúc đó chú cũng thương đâu ai ngờ bây giờ nó lớn lên nó là cái loại đâm cha chém chú như vậy Dân mạng phì cười và chê thẳng, Tiểu Linh là kẻ tham lam, nhác làm mà muốn ăn chọn tài sản nên mới bịa ra câu chuyện như vậy. Vì mới đây, tòa án phú nhuận chứng minh rằng Hồng Loan là con ruột hợp pháp với nghệ sĩ Vũ Linh. Như vậy, cho dù của cô nói xấu thế nào thì những tài sản của nghệ sĩ Vũ Linh để lại vẫn thuộc hoàn toàn quyền sở hữu của Hồng Loan. Cách đây ít giờ, nghệ sĩ Tiểu Linh nhanh chóng nhận quả báo đắng khi đại diện lãnh đạo Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm cho biết đã ra quyết định xử phạt quán, đã ập vào kiểm tra, ra quyết định xử phạt về quán bánh xèo của Tiểu Linh Kim Thoa với số tiền 46 triệu đồng với nhiều vi phạm như nhân viên có giấy khám sức khỏe nhưng hết hạn, quán ăn phục vụ trên 30 người một ngày nhưng không lưu mẫu thực phẩm, cơ sở không ghi đầy đủ các nguyên liệu và sổ theo dõi thực phẩm và các vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm khác liên quan. Sau khi nhận quyết định xử phạt, vợ chồng nghệ sĩ Tiểu Linh vợ chồng nghệ sĩ Tiểu Linh chống đối vì cho rằng mình là nghệ sĩ nổi tiếng, đã góp công cho nền văn hóa nước nhà, cần xem xét giảm mức phạt hoặc chỉ nên nhắc nhở. Tuy nhiên đại diện tổ công tác cho rằng nghệ sĩ nổi tiếng hay không khi đã vi phạm thì vẫn phải xử phạt. Động thái này khiến những anti fan của Tiểu Linh hết sức hả hê, đặc biệt kể từ khi nam nghệ sĩ bôi nhọ mẹ ruột Hồng Loan thì nhóm anti fan ngày càng tăng chóng mặt. Anh đại quận tư tuyên bố làm gọi chú bảy Tiểu Linh vì đặt điều nói xấu cháu gái Hồng Loan. Mới đây trên trang cá nhân của mình, đại bàng võ tướng hay còn gọi là anh đại quận tư tuyên bố sẽ xử lý cho Tiểu Linh về với ông bà sớm vì bản chất mất dạy của nam nghệ sĩ này, anh đại quận tư là tay anh chị khét tiếng đất Sài Gòn, đã từng vào tù ra tội, nhưng có đặc điểm khiến anh đại được nhiều người yêu mến. Đó là việc anh luôn bảo vệ kẻ yếu, áp chế những kẻ ức hiếp người khác. Trước đó, vụ việc nghệ sĩ Tiểu Linh nói xấu mẹ trục của Hồng Loan khiến cư dân mạng hết sức phẫn nộ. Nguyên văn đoạn clip được chia sẻ rầm rộ có nội dung như sau. Chú biết mẹ trục của con Loan mà, bà dân miền Tây, ba nó đi làm ăn xa, má nó mới ngoại tình với thằng anh rể để ra con Loan. Lúc cái bụng được 5 tháng thì gia đình đòi phá thai, nhưng mà nó khóc lóe, không chịu và bỏ đi. Sau khi đẻ ra nó, má nó đem bỏ phía sau cánh gà của sân khấu. Ông thấy con nhỏ bị bỏ tội nghiệp quá, mà lúc đó thằng con trai của anh Năm bị chết do bệnh động kinh, ảnh đang buồn nên mới lượm con nhỏ loan này về nuôi nè. Lúc đem nó về nhà chú với cụ sáu đã nói là con nhỏ này mặt gian và không cho anh Năm nhận nuôi mà không biết cái duyên hay sao mà anh Năm nhất định không chịu, quyết tâm nuôi nó nên cuối cùng cả gia đình không ai ngăn cản nữa. Sau này lúc con Loan lên 12 tuổi, mẹ ruột của nó ở miền Tây lên sinh lại nhưng gia đình chú không cho. Vì lúc đó nó sống lâu trong gia đình nên ai cũng xem nó như con cháu trong nhà rồi. Chú nói thẳng ra là lúc đó chú cũng thương, đâu ai ngờ bây giờ nó lớn lên, nó là cái loại đâm cha chém chú như vậy. Đáng lưu ý, sau khi vụ đấu tố mẹ ruột của cháu gái xảy ra, nghệ sĩ Tiểu Linh đã bị một nhóm anh em xã hội tìm đến nhà tuyên bố, nên nói năng giữ mồm giữ miệng, lớn tuổi rồi đừng có sân si với phụ nữ, đặc biệt lại là cháu ruột của mình. Về góc độ pháp luật, hành động của nhóm anh em xã hội hoàn toàn sai, nhưng ngược lại nhưng ngược lại lại được đông đảo người dùng mạng ủng hộ chính vì những lời lẽ của nghệ sĩ Tiểu Linh khiến nhiều người bức xúc. Ngay lập tức, anh Đại Quận Tư đã lên tiếng can ngăn nhóm này và tuyên bố có gì cứ để anh, thằng cha già này mà nói bậy thì anh xử nó cho. Đầu tiên anh xin nhẹ mất cái răng. Rồi tới hai lỗ tay. Sau đó xin nhẹ hai bàn tay xem nó có cầm điện thoại livestream được nữa không. Tuy được nhiều người ủng hộ, nhưng phát ngôn của anh Đại cũng khiến nhiều người không đồng tình. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng, có việc gì chỉ nên nhờ pháp luật và cơ quan chức năng can thiệp để tránh những việc đáng tiếc xảy ra. Anh đã cho biết anh yêu mến nghệ sĩ Vũ Linh từ lâu, vì anh yêu cải lương, vì vậy dù chuyện gì xảy ra, anh và các anh em xã hội cũng sẽ bảo vệ hồng loan tới cùng